Rồi, hôm nay ngày 9 tháng 7 nha. Chào Bộ Phúc Lộc, chào tất cả anh em chú bác gần xa nha. Thì bên trại em hôm nay về mớ bò mới nha anh em chú bác. Thì bò của em bên đây về toàn bộ là bò thay găng không nha anh em chú bác. Bò này bò già khô bò không nha anh em chú bác, anh em về ủ mau nha. Bò này thì anh em ủ tốc độ nha, cái gã tàn nó dữ lắm nha anh em chú bác. Đây, cái này gách man không nha. Đây manh mỹ không nghe anh em chú bác, bò này bò lực không nghe. Bò này lưng nách đầy đủ nghe anh em chú bác. Bò này bò khủng không nghe. Gã tàn nó có nghe, anh này anh thay ba cái găng nghe anh em chú bác. Đây em cặp số 2 nghe. Bò này thì đủ pin lực nghe. Bò này có 4 5 phân nghe. Anh này anh thay 4 cái găng anh em chú bác. Bò này lực thùng dao đòn đầy đủ nghe. Đùi này cái đùi khủng luôn nghe anh em chú bác. Này cặp số 2 nghe. Bò này có bán đùi anh em khỏi chơi nghe. Dữ dằn. Đặc điểm nó thay 4 cái găng anh em về ủ mau nha. Bẻ đùi này đùi bán đùi bung nha. Anh này là đùi khủng nhất nha. Bò bên em mày lựa bò dai đôi không nghe anh em chú bác. Lông nhuyễn da mỏng anh em ủ nó mau nha. Nó tốc độ nha. Cùng dạo một lực đòn và đùi bẹ thòng sâu nghe anh em chú bác. Chữ dày luôn nha. Anh này anh kêu là bốn dách đó nghe. Này lực cũng lực luôn nha anh em chú bác. Này em cũng mới xuống xe cái đạp nghe. Đùi lưng nách thì anh em khỏi chơi nghe. Bò này bộ dày bộ lực nghe. Bò này cũng 400 ngoài hơi không nghe anh em chú bác. Chân móng thì ok nghe anh em chú bác. Thì cặp số 2 này có giá là 52 triệu 500 nghe. Anh em có nhu cầu mua sẵn bữa nay em cũng ráp xe luôn nghe. Đùi lưng nách thì anh em khỏi chơi nha. Bò này cái thịt nó ôm cũng na ná trong mình đó nghe. Này dính đất nghe anh em chú bác. Nói với cái giá thịt của nó ôm trong mình nó cũng ngang ngang nhau nghe anh em chú bác. Đây em còn ba con bò cú manh mỹ nha. Bò này có con thì chiều cao nó từ 8, mất từ 7, mất từ 6 nha. Bò này thì bò cũng là bò lực nha. Anh này thì anh thay ba cái găng nha. Ba con cú số 1 nha anh em chú bác. Thì em gấp cái gì đó anh em có sở thích con nào cặp nào thì trẻ ra tùy anh em nghe. Này do tầm mắt anh em, sở thích của anh em nghe. Thì bên em mà con nào em cũng bán. Cái bò này anh em ủ mau nghe. Thay ba cái găng anh em dỗ mau nghe, cái tàn nó có rồi nghe.
anh em ủ tốc độ nha. Này cũng da giấy không nha anh em chú bác, long nhuyễn nha. Con này bắn đùi cũng khủng nha anh em chú bác, đùi bung mà bắn bẹ sâu nha. Bò này em lựa bò đùi đóng sâu em mới bắt không nha, tàn thì anh em khỏi chơi nha, tàn thì ok nha anh em. Anh này cái tàn đặc điểm anh khỏi chơi nha, anh gần mét gử đó nha. Xương thì anh em coi cái xương này, xương khủng luôn nha. Anh này xương này anh em khỏi chơi cái xương nó nghe dữ lắm nha. Ơi đất trời, chân, đùi anh em cái bản đùi của nó nè, đùi bẹ mà khủng luôn nha. Cú này cũng dị nha anh em, xương dày luôn nha. Bò này cũng là thay hết trơn hai cái răng nha. Đây bản đùi cũng dữ luôn nha anh em chú bác, lưng nách nó đầy trơn nha. Bò này cũng bò lực không nghe anh em chú bác, con nào đùi cũng đầy đặn nha. Anh này là đùi khủng nhất nha. Bò này em cũng mới xuống xe em đăng lên cho anh em tham khảo nha. Chạy bò em là thuộc xã Hòa Quyện Châu Thành tỉnh An Giang nha anh em chú bác, cặp có cờ 91 nha. Đây. Ba con cú này pin lực anh em khỏi bàn luận nha. Ba con bò số 1 giá 77.500.000 nha anh em chú bác. Anh em mua có sở hữu ba con, ba con này tốt bò lắm nha anh em chú bác, thùng dạo đai đặt bò nha. Bò này nữa lực dữ lắm nha, nội cái cự anh em nhìn cái cự quay đứng xa nó mới hết cái dàn cự dàn đòn đó nha anh em chú bác. Kế tiếp cặp số 3 nha, bò này thì cũng lực nha anh em chú bác, khổ rồi. Anh này là long nhuyễn nha, da mỏng nè anh em khỏi chơi cái dạng da nữa nha. Xương dày luôn nha anh em chú bác, cự lực nha. Cự anh em khỏi chơi cái dàn cự bò số 3 này nha. Bò số 3 này chiều cao nó cũng mét 47 nha. Con nào cũng hai găng trơn nha anh em chú bác. Đây con này cũng cự lực luôn nha. Anh này cả khoảng mét 4-5 quay dài nha anh em chú bác. Hai găng nha anh em chú bác. Bò số 3 này có giá là 49.000.000 nghe anh em chú bác.
giải phòng sâu nha, con nào con anh này cũng phòng sâu nha. Đây tới bò lẻ số 4 nha, bò này cũng thay đôi găng nha, nó cũng mắc tư quay về nha anh em chú bác. Bò này cũng già nha, da như nhiễu nha. Số 3 này có giá 22.500 nha anh em chú bác. Đây em còn mớ bò mini, bò Pháp nha. Anh em có mua bò Pháp thì cũng alo em nha. Bò Pháp này cặp thì em cũng bán thêm ngoài triệu rồi nha. Con này thì 13 nha anh em chú bác. Nó mét 2, dư mét 2 nha. Bò này mét mốt nha anh em chú bác. Đây em có 3 con bò mini nè. Bò này thì mét mốt mấy nha. Bò này cũng chèm chèm gần mét 2 trơn anh em chú bác. Bò lai tốt nha. Bò này bò đòn bò tốt nha anh em chú bác. Xương này nhỏ mà xương dày nha, con nào cũng xương dày lực nha anh em chú bác. Xương lưng nách đòn này có nha, nhỏ mà nó gì nữa lớn dữ lắm nha anh em chú bác. Ba anh này tốt nha, ai sở hữu ba coi cũng được, mình đi đâu bò này cũng dạng đi đâu không nha. Mới xuống xe em chưa có tắm rửa nha, nó còn dính cứt nha. Xương con nào cũng xương dày ống cao không nha. Ba bò nhỏ này có giá 31 triệu nha anh em chú bác. Rồi chào tất cả anh em chú bác nha, có nhu cầu mua ủng hộ tiếp em nha. Thì anh em chưa đăng ký kênh thì cho em lượt đăng ký nha, để em có đăng thì nó cập nhật lên máy anh em nha.